gửi hồ sơ xin việc. Nhìn cái cách xuất hiện xoẹt chân xoẹt dọc ha, coi bộ không phải người bình thường. Dạ không, anh là số ít những người nói em không bình thường á. Đa số người ta nói em dị thường, thường thì ta nói em lạ thường. Nói chung là bất thường, không ai nói em bình thường. Nhưng mà thật ra em chỉ là một cô gái tầm thường thôi ạ. Vậy tôi cũng dự đoán đây sẽ là một cuộc phỏng vấn khác thường. Dạ em xem nó như một lời khen. Con nhỏ này nó vô thường quá. Dạ anh nói em gì anh? Coi chừng vô mặt. Giới thiệu đôi nét cho tôi nghe về bản thân của cô đi. Dạ, em tên là Mã Như Ngọc. Wow. Tên đầy đủ của em là Mã Như Ngọc. Ngày xưa anh, ba má đâu tính đặt em là Mã Như Ngọc đâu, mà tính đặt em là Mã Như Ngọc. Xong rồi thấy tên ngoài em là Mã Như Ngọc, nhưng thật sự ở trong khai sinh nè, chứng minh hộ khẩu nè, rồi giấy khám bệnh, giấy nợ, cầm đồ á, em tên là Mã Như Ngọc. Ủa vậy tím lại cái tên của cô là Mã Như Ngọc không? Dạ đúng rồi, em tên là Mã Như Ngọc. Vậy nói chi vòng vòng vậy bà? Trời đất ơi, người ta kêu giới thiệu đôi nét thôi mà nói chuyện quá. Dạ em cũng nói giới thiệu đôi nét, chỉ có em đồ cho cái nét có đậm đậm xíu. Nói gì nói được trơn. Mã Như Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em cao 1m56. Tôi hỏi là bao nhiêu tuổi? Em thề em cao 1m56. Em nặng 48kg, số đo ba vòng của em là 83, 60, 88. Vâng, đối với các bạn, số tuổi của Như Ngọc là bao nhiêu? Biết rằng số tuổi của Như Ngọc là hiệu của tổng chiều cao cân nặng với số đo vòng 2 chia cho số đo vòng 3 và nhân cho số đo vòng 1. Vâng. Các bạn ơi, số tuổi Như Ngọc là bao nhiêu? Vâng, đây là một bài toán rất là khó. Vô cùng khó, các bạn có đáp án chưa ạ? Vâng, nếu như các bạn đã có đáp án rồi, các bạn hãy lấy kết quả đó bỏ đi. Các bạn lấy năm hiện tại trừ cho năm sinh của Như Ngọc sẽ ra kết quả năm sinh của Như Ngọc. Đó là số tuổi Như Ngọc. Đáp án là 23. Vâng, cảm ơn các bạn, cảm ơn chương trình. Vâng, cuối cùng thí sinh là đáp án được số tuổi của mình là 23 tuổi. Chương trình ơi, cho một phần quà đi chương trình. Chúc mừng em, chúc mừng em. Chúc mừng thí sinh Mã Như Ngọc. Cảm ơn chương trình, cảm ơn ba má. Rồi, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Bây giờ chương trình xin được kết thúc. Dạ. Wow, anh ơi, em tại cô á, cô lố á, làm tôi liệu luôn à. Tà lanh, bây giờ có phỏng vấn tiếp không? Dạ có. Trời ơi, có anh tém là giùm tôi bà. Nhìn vậy thôi chứ không phải gu của tôi đâu. Thiệt hả anh? Quê quán ở đâu đây Mã Như Ngọc? Dạ em quê Đồng Tháp. Ồ Đồng Tháp hả? Dạ. Chùa Đồng Tháp có cái bông gì nè? Cái bông sen. Bông sen, đúng rồi, hãy nói cho tôi một chút về quê của em đi. Dạ, nói về quê em hả? Em hát được không anh? Hay quá, hát đi em. Dạ, em xin hát về quê em. Em hát ca khúc Vĩnh Long quê tôi. Kỳ vậy? Dạ. Nói quê Đồng Tháp, hát Vĩnh Long quê tôi. Dạ không có, tại nội ngoại cô chú cầu gì mà Vĩnh Long có ba má em rảnh quá, cái xin Đồng Tháp ở vậy thôi. Em muốn hát để gửi tặng những người thân em ở Vĩnh Long. Dạ. Cái gia tộc em linh động quá ha. Dạ. Thôi được rồi, em hát đi. Em hát đi. Dạ, sau đây em xin trình bày ca khúc Vĩnh Long quê tôi. Mời em. Kiên Giang mình đẹp làm sao, bóng mây cánh lông. Cái gì vậy? Trời đất ơi, hỏi quê đâu nói Đồng Tháp, kêu hát Vĩnh Long quê tôi cũng cho. Bây giờ Kiên Giang mày đẹp làm sao, làm sao? Tôi xin lỗi anh. Rồi, sở thích của Như Ngọc là gì? Dạ, sở thích của em á là ăn sushi Nhật Bản, uống ca ca, sữa hột gà, đắp mặt nạ lòng đỏ trứng, xem hài mỗi tối thứ sáu, mặc đầm ngủ màu hồng chấm bi. Ồ. Dạ. Lành á, mặc đầm ngủ màu hồng chấm bi hả? Dạ. Chung sở thích. Tôi rất là thích mặc đồ ngủ mà xanh đập chuối. Chung nhận hai cái màu đó bà con dễ sợ. Trời, hồng chấm bi này xanh đập chuối nè, hồng chấm bi. Tôi chỉ muốn cho cái không khí nó khuây khỏa thêm một chút thôi. Dạ em hiểu rồi. Rồi, trình độ học vấn ha. Học ngành quan hệ quốc tế à. Dạ. Cái dạ. Ngành này ra là làm chính trị gia nè. Dạ. Chính trị gia là phải học cao. Cao lắm anh. Đúng em rồi. Em học cực cao luôn. Em học ở lầu 6 không? Ý tôi nói học cao đây là học nhiều quá cô. Học nhiều, bao nhiêu luôn. Mấy đứa khóa em ra trường hết, một mình em vẫn tiếp tục học. Em học lai láng luôn. Em đố một đứa nào học một môn mà nhiều như em. Em học nhiều lắm. Dạ. Cái lượng kiến thức của em nó siêu thường lắm. Dạ thật ra nó cũng thông thường thôi à. Tôi thích em rồi đó. Dạ em cũng thích anh. Anh mà làm chung công ty chứ công ty chắc chắn bay lên. Nó bay luôn đó em. Ủa sao vậy anh? Thì tại vì cái ngành học của em nó không liên quan gì tới cái tiêu chí tuyển chọn của tụi tôi. Công ty của tụi tôi là công ty giải trí. Dạ dạ em biết. Giải trí cho nên là em nhìn cái hồ sơ của em là trời cái gì vậy hả? Kinh nghiệm làm việc trong công ty phân bón. Dạ.
công ty giày da dép lộn à. Công ty chăn nuôi gia súc gia cầm, công ty đòi nợ, nó là cái gì bà? Vậy là anh không biết rồi, ở trong hồ sơ em có ghi á là kế bên cái chuyên ngành quan hệ quốc tế của em, nó có một cái bằng chứng nhận là em đã lọt vào top 12 của Cười Xuyên Việt. Vậy chứng nhận là em là người tạo ra tiếng cười, em nắm trong tay tiếng cười mà anh, đúng không? Mà ở đâu người ta không cần tiếng cười, nơi nào ta không cần tiếng cười, ai đâu không cần tiếng cười, mà em là người sở hữu tiếng cười. Vậy thì em có thể làm ở bất cứ nơi đâu và em làm được bất cứ điều gì nếu em sở hữu nụ cười, đúng không? Nụ cười là dạng năng mạnh. Đúng không? Tôi rất là đồng ý với cái tư tưởng đó của em, cho nên là tôi quyết định là sẽ tuyển ông vô công ty. Dạ, yeah. Yeah, đây. Chúc mừng em đã trở thành thành viên mới của công ty. Dạ em cảm ơn anh. Đây là hồ sơ của em. Em ngồi đây chờ đi, có người ra phỏng vấn em. Ủa sao vậy anh? Nãy anh phỏng vấn em rồi mà. Phỏng vấn gì bà? Giữ xe bà ơi. Nói nghe nè, đang phỏng vấn cho tốt nha. Mai mốt vô đây làm chung với tôi, hai tụi mình giúp cho công ty bay lên. À, dễ thương quá à. Trời ơi, vậy là mới vượt qua vòng gửi xe thôi hả trời? Người gửi xe thôi. Xin cảm ơn phần dự thi của Mã Như Ngọc và bạn diễn của bạn. Như Ngọc có một cái khả năng là nói rất là nhanh, rất là lưu loát, giống như một vị giám khảo ở đây. Mời chị Kiều Oanh nhận xét gì? Mã Như Ngọc đầu tiên ạ. Ngày hôm nay em cũng có một cái tiết mục quá dễ thương. Và một lần nữa cảm ơn bạn diễn của em quá dễ thương. Hôm nay Ngọc xuất hiện không khác gì cái vai hôm trước. Giá như em vô một cô gái hết sức hiền từ, khờ khạo, cũng là những cái đối đáp đó nhưng khờ, không lanh, để khi biết ra thằng này thằng giữ xe mới nổi điên lên thì nó cao trào. Thấy không? Em lại không xây dựng cái đó, chị tiếc quá. Cũng chúc mừng là hài ít có ai xinh đẹp như chị, nhưng mà em là người nói ngôi vậy. Vậy thì Trấn Đành hôm nay lần đầu tiên được xem Mã Như Ngọc thể hiện thì thấy sao? Anh hôm nay anh thấy em giỏi lắm. Khả năng để làm diễn viên của em nó nhiều lắm. Cao lắm, đúng rồi. Rồi. Em có nhiều cái yếu tố, em có gương mặt đáng yêu. Đúng rồi. Cái chiều cao của em nó đủ để em đóng những cái vai hài. Và em có đài từ rất tốt, rõ. Phát âm em tròn vành, rõ chữ. Em có nhấn nhá, quan trọng em có tâm lý. Và đặc biệt hơn hết cái khả năng nói nhiều, nói nhanh mà không nói vấp. Đó là khả năng ít ai có, vốn từ em tốt. Đó, nãy giờ là chị Kiều Oanh khen về gương mặt, còn Trấn Thành khen về cái chiều cao của em. Thì anh Đức muốn mời cái người có chiều cao tốt nhất để làm hài nhận xét à. Dạ, trời ơi trời. Nó nói mẹ mẹ. Nói em vậy em không chịu đâu. Trời ơi. Đừng có gẹo người ta. À bây giờ cho cô Cầu Dầu hỏi kịch bản này ai viết cho con? À, dạ con viết ạ. Giỏi. Giỏi. Đó. Đó, vậy giỏi. Cái đó cái thứ nhất, còn cái chị Oanh nói thì cô Cầu Dầu hết sức là đồng ý. Dạ. Vậy thôi, chúc mừng em. Chúc mừng, đó thấy chưa? Đó, quá ngấy là chúc mừng. Nếu như quý vị khán giả có yêu mến Mã Như Ngọc thì hãy soạn tin nhắn CXV khoảng cách 03 gửi về 8234. Xin chúc mừng.